Rồi bây giờ mời bạn giải thích về cái sơ đồ định tính và sau đó bạn tìm công thức định lượng nha. Dạ cô, em xin đại diện cho nó trình bày cái định tính của thuế. Theo trên bảng thì ta có là nếu mà giả sử thuế tăng lên thì mà ta có công thức P bằng Px được cho PR. Nếu mà PR bằng hằng số thì suy ra là P cũng sẽ tăng. Mà ta có công thức là ID sẽ bằng cho Y trừ cho T. Suy ra nếu P tăng thì ID sẽ giảm. Rồi từ công thức ID ta có là ID bằng C cộng Y cộng G cộng X trừ M. Thì nếu có không ta? Có không ta? Không đúng, cái này là không đúng rồi. Không phải, dựa vào công thức ID bằng C cộng S không đúng đâu. Các anh chị nhớ giùm tôi nguyên tắc suy luận. Nhân tố nào đứng trước là nhân tố ảnh hưởng thì nhân tố đó sẽ là biến độc lập. Nhân tố đứng sau là nhân tố phụ thuộc. Nhân tố độc lập nó đóng vai trò của x trong hàm y bằng fx. Còn nhân tố phụ thuộc là y. Hiểu rõ không ạ? Vậy giờ đến đây ta cần có hàm nào? Phương trình nào? C bằng C0 cộng CMID. Vậy thì ta chứng minh ra điều gì? C bằng C0 cộng CMID thì khi đó là cái C cũng sẽ giảm thêm. Đúng rồi. Tiếp theo. Và ta có công thức là AD cũng bằng là C cộng cho Y cộng cho G cộng cho M trừ cho X. Thì khi đó nếu... Ha. Nói lại. Nói lại. Ta nói là AD là sẽ bằng C cộng Y cộng G cộng M Y cộng X trừ M. Thì suy ra nếu mà C giảm thì AD cũng sẽ giảm. Nếu điều kiện là gì? À, các điều kiện khác không thay đổi. Đúng rồi, tiếp theo. Ta có công thức là Y bằng gì? Nếu mà ta có công thức là Y sẽ bằng là C cộng Y cộng C cộng X trừ M. Ừ. Nó bằng AD luôn á. AD giảm thì suy ra. Đúng rồi. Và tương tự với trường hợp ngược lại là sao? Bây giờ mời bạn phát biểu luôn. Hoặc bạn thích bạn cứ mời một bạn nào đó mà phía bên này. Nhanh lên, khẩn trương lên. À rồi, phát biểu luôn cũng được. Rất nhân đạo đúng không ạ? Dạ, nếu mà ngược lại thì tương tự ta cũng có là nếu mà Tx giảm mà Tr không thay đổi thì suy ra là T cũng sẽ giảm. Rồi vì ta có công thức là T trừ T sẽ bằng cho Tx trừ cho Tr. Từ công thức ID sẽ bằng là ID sẽ bằng là Y trừ cho T thì nếu mà T tăng thì suy ra ID cũng sẽ giảm. Ta có công thức C bằng C0 cộng cho CM nhân cho ID. Nếu ID tăng thì C cũng sẽ tăng. Từ công thức đó ta có nếu mà AD sẽ bằng là C cộng Y cộng G cộng X trừ M thì nếu C tăng thì AD cũng sẽ tăng. Và mà AD bằng với Y thì suy ra AD tăng Y tăng. Y bằng AD chứ không phải là AD bằng Y. Y bằng AD thì nếu AD tăng thì Y cũng sẽ tăng. Đúng rồi. Cảm ơn bạn, mời bạn về chỗ. Tôi mời bạn khác ở cái nhóm thứ ba từ dưới đếm lên á. Cái nhóm thứ ba từ dưới đếm lên, mời nhóm đó cử một bạn lên chứng minh cho tôi công thức định lượng. Nhanh lên, nhanh lên.